Đây lên cho bác một em này là một em Pioneer VSA D5 à D3 nhá. Pioneer VSA D3. Con này nó đang bị mất một chân. Các bác nào ưng thì em vẫn ao đủ cho các bác cái chân này về các bác kê vào nhá. Công suất con này là 200W. Pioneer VSA D3. Ừ. Sẽ thấy ra tiếng tăm gì đây. Con này nó ra tiếng đây nhưng mà cái nút volume này chỉnh nó đang chưa chỉnh được các bạn, chỉnh nó cũng to, nó chưa nhỏ được. Cái này thì về các bác xem, các bác mang thợ các bác xem lại nhá. Cái nút volume mới đang chỉnh, nó đang chưa nhỏ được. Thế này chỉnh to được lên thôi chứ chưa thấy chỉnh nhỏ được. Một em Pioneer VSA D3, công suất của nó là 200W nhé. Mã này là mã 836 này. 836 để cho bác với giá là 8,5 lít thôi. 8,5 lít nhá. Về các bác thợ thuyền các bác kiểm tra lại nhá. Đây lên cho bác một em này là một em Pioneer, model gọi là SA6100. Pioneer SA6100 nhá. Công suất con này là 105W. Âm ly có đèn vu em không có con nào rồi, nhưng dòng đấy không có con nào rồi. Đấy, sống ok hai vế này các bạn này. Đấy, một em Pioneer SA 6100 nhá. Một em Pioneer SA 6100 nhá. Mã này là mã số 837 này.
837 này để cho bác với cái giá là một củ thôi. Bác xem like cho em xin một like, một follow. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Ưng được mã nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại cho em nhé. Hàng bên em thì có cọc, bên em đi đơn, chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Đây lên cho bác một em này là một em Victor này. Victor model của nó là AX5D. Công suất con này là 165W. Victor đẩy em không còn một con nào nhỉ? Hả? Giá mới à? Sống ok các bác nhá. Victor AX5D. Công suất của nó là 165W. Đấy, một em Victor này, AX5D. Sống ok các bác nhá. Mã này là mã số 838 à? Tám ba tám này để cho bác với giá là 1 củ 2 thôi. Một em Victor AX5D. Đây lên cho bác hai em nữa đi. Hai em nữa này xả cho bác ít này. Đàn đóm nè. Đây một em này là một em Aurex, model của nó là SA360. Aurex SA360 công suất của nó là 59W nhé. Đấy, con này vẫn sống ok cả hai vế này. Đấy, nhưng mà chiến áp nó hơi bẩn tí, về các bác vệ sinh đi. Đấy, hai đèn tia này. Cái quay em không có, nên em không có cái quay. Đấy, một em Aurex này. Về các bác vệ sinh nha, tháo ra các bác vệ sinh cái chiến áp cái niếc này một tí nhá. Mã này là mã 839. Này để cho bác với giá là 1 củ thôi. 839 nhá.
Đây lốt một em này chuyển sang mặt hàng khác cho các bác này. Đấy, hôm nay thứ bảy chắc là em xuống live sớm rồi. Hẹn các bác vào live sau. Đây một em Technic SUV5, công suất của nó là 110W nhé. Technic SUV5. À không ơi. À thôi thôi. Mà bảo một cái mã kia để thứ hai ông, mà thứ hai mới gửi đi cơ, vì thứ hai cuối tuần này không có người nên là không có ai nhận đây. Mã 820 hình như là anh cũng chưa ghi vào đấy. 820 cái đài này. Như là có một cái mã mà nó chưa có tem ấy. Ờ đúng rồi đấy. Đây một em Technic này. SUV5. Sống ok luôn. Để cho bác với giá là 1,2 đâu. 1,2 nhé. 1,2 nhé. Technic SUV5. Đây lên cho bác mấy em đàn guitar. Bảy thì cái gì hả? Lên cho bác mấy em đàn đấy nhé, mấy em đàn guitar đấy. Đàn guitar này thì giờ đã xả cho các bác rồi. Hơi bụi bặm. Lên lên 84 840. Ờ 840. Đây đàn guitar các bác nhé. Dây dợ đầy đủ. Ôi con này đang hơi bị bong cái keo về, các bác gắn lại keo thôi. Em capot đàn guitar này. Loa thì em lên con mã con vừa rồi là mã 840 nhỉ. Đấy. Anh cứ liên hệ trực tiếp vào số ấy, anh hỏi là biết mà. Loa thì em lên lúc đầu live rồi, loa lên em lên nhiều lắm. Anh cứ vào trong YouTube anh xem lại nó dễ hơn. Vào YouTube anh vào một tìm kiếm, anh gõ tên Cường Điện Lạnh ấy, xong rồi nó ra cái kênh của em, thì anh vào cái sự kiện phát trực tiếp anh xem lại nó dễ. Thì cả loa liếc các thứ cũng vậy, em lên hết đầu like rồi. Đây mã này là mã 841 nhá. Để cho bác với giá là 6,5 lít thôi.
đâu cái gì ừ. Cứ lên lại cứ lên đi 6,5 lít nhà loa hay âm ly hay là mặt hàng nào ở bên em lên thì các bác nó muốn xem lại các bác vào trong YouTube các bác xem lại cho dễ này bạn tí. Đây em này là một em AB này. Một em AB các bác nhé. Một em AB. Đấy, dây dỡ đầy đủ này. Mã này là mã số 842. 842 để cho bác với giá là 7 lít thôi. AB nhé. Còn nếu bác muốn xem content đích thì bác vào trong YouTube bác xem lại. Đấy, mã đấy và mã của nó là mã 840. Đây một em này là một em có chữ Hán bên trong này. Đấy, cả tem dấu đỏ dấu điếc này. Nó hơi bụi bặm tí. Cái này về các bác nghe. Chơi của các bác để cô treo lên. Nhìn cũng rất là ok luôn. Hình thức còn tương đối được các bác nhé. Còn con này nó bị vết tí vết dạng chỗ này. Mã này là mã 843 này. 843 để cho bác với giá là 6 lít thôi. Nó có tí vết dạng ở bên cạnh nhé. 600k. Một em này là một em Genelwood. Genelwood này. Dây dợ đầy đủ các bác nhé. Em này dây dợ đầy đủ. Hình thức của nó còn tương đối là đẹp luôn. Để các bác lau chùi đi. Nhà em nó trên kho này nó hơi bụi bặm tí. Genelwood này. Mã này là mã số 844. 844 này để cho bác với giá là 7 lít thôi. Gần như là đồng giá xả cho các bác nhé. 1,5 lít 7 lít, 7 lít rưỡi để theo. Chưa bao giờ giá xả như bây giờ các bác nhé. Nốt một em này này. Nốt em này rồi em xin phép mà xuống like nhé. Một em này là một em chữ Hán bên trong này. Hình thức thì còn tương đối là ok luôn. Con này thì đang bị thiếu mất 2 dây. Dây này thì về các bác lên trên mạng các bác nha. Thích các bác mua dây này trên mạng nó rẻ mà. Về các bác chơi thường xã này. Mã này là mã 845. 845 này để cho bác với giá là 7 lít thôi. Các bác thêm được mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại cho em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đến kênh của mặt hàng bên em nhé. Xin chào lại các bác vào buổi live stream sau. Xin chào và chào tạm biệt tất cả các bác.